mình bắt lên nè. Dạ, cảm ơn bác. Chúc mừng năm mới anh. Và giờ chúc anh và gia đình được mạnh khỏe. Sen Và có cái công thần tài này tới thăm nha anh bác nha. Ông chỗ đi đâu vậy ông? Anh mở, tại vì anh mở cái nghe ở Đây dưới này, này mà đang hội họp đây nè. Anh mở dưới. Đây Em nè. đang chở mẹ em đi, em đang chở mẹ em đi chúc Tết xíu. À, mới mùng 2 chở mẹ đi bơi rồi. Lại ông thiệt á. Ok. Rồi. Anh mở cái anh ở dưới nghe mà sao lại không nghe tiếng gì hết trơn trời. Bây giờ anh nghe rõ chưa Nghe chưa anh? anh bây giờ À không. giờ nghe rõ chưa Anh vô live sẽ nghe được mà anh mở anh nghe ở dưới ngồi ngồi rình ở dưới thì không nghe được. ngồi bởi vậy ngồi ngồi nghe thôi, ngồi rình chi, nó không nghe. Đúng rồi, anh ngồi anh nghe bình thường thì nó nghe, anh ngồi anh rình thì làm sao nghe được. Quá nó khổ lắm em ơi, mùng 1 Tết rồi vợ con nó bỏ đi hết rồi. Mày hèn chi đủ chưa? Về Việt Nam đi, mùng 1 em đón anh nè. Đâu ai bỏ đâu. Ở đâu mạnh chi. Hôm qua tầm một Tết vợ con đi hết rồi. À, bên 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 chỗ anh đó anh bác cũng đón giao thừa là cũng bình thường vậy hả? Như như Việt Nam mình thôi hay sao? Hôm thứ bảy đó là đột xuất thì về, tại vì cái kế hoạch nó cũng phải là không có gọi gì ấy lắm, cho nên là anh đi về. Anh đi về xong rồi coi cái điện thoại cho bà xã thì bà ấy cũng đang chuẩn bị bà ấy nấu cúng ông bà chị ba mươi xong cái bảo là thôi chỗ anh đâu làm thêm mấy món nữa, tại vì có mẹ em út á, em ruột á, Dạ. rồi mấy cái nhỏ về thì bảo bà ăn nấu thấy xong rồi về xong rồi à, cũng chiều 30 nhậu một chút mà anh đi đường anh mệt quá, đi đủ 800 cây số được mà Dạ. về nó uống đâu cũng đâu được nữa. Nửa chai nếu mà cái mệt quá đi nghỉ sớm rồi cũng ok ok rồi bắt đầu tụi mấy đứa nhóc với nó kéo nhau đi casino gì mở lọc đầu năm gì đó, mấy con nhỏ con gái em gái nuôi nè rồi mấy đứa nó đi, rồi chiều ngày hôm qua nó đã bảo là mà chiều chưa thứ sáu về nó hỏi à, thứ bảy về nó hỏi anh xem gì mày 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 làm cho anh dĩa cái canh với lòng heo đồ này nọ, thì tại vì nó thằng chồng nó làm ở lò mổ mà Dạ. đủ nó quốc cho ba cái canh về ăn no canh không luôn, đồ bà xã bà làm thì bà làm tùm lum hết rồi đâu ăn đâu, rồi hôm qua là kéo nhau đi hết thì cũng cúng chiều 30 vậy em, cúng chiều 30 cũng giao thừa thôi, nhưng mà giao thừa của mình như bên này thì không có đốt pháo đốt khác thì được hết đó, tại vì nó đâu có cho đốt đâu, cảnh sát nó đâu có cho đốt. À không cho đúng pháo nữa. À không, tức là cái Tết dương lịch thì mình đốt thoải mái, nhưng mà cái Tết của mình À thì ta bên nó này không cho. nó không cho, tức là À. cái luật ở bên này á, tức là em được đốt từ ngày 27 cho tới ngày mùng 2 là À. em đốt thoải mái. Đấy, nhưng mà cái Tết mình cái đâu phải Tết của nó đâu mà nó không đốt. Đúng rồi. Đấy, còn nếu mà ngày thường á, mà em muốn đốt á, hoặc là em muốn làm cái gì sinh nhật đốt pháo hay gì đó là em phải xin phép tổng. Nhưng mà nói thì xin phép thì nó xin phép rồi nó giấy tờ rồi nói chung là nó lô bô nhiều thứ lắm. Đâu nước nào nó có cái luật của nó em có Đúng rồi. không? À. Đủ đây mà Chào Hà Mỹ nghe nha. đùng đùng. Nhập gia tùy tục thôi đúng không? Nhập gia tùy tục thôi chứ giờ Tất biết nhiên sao? năm nay về cảm Thì ơn mình Hà cũng phải Mỹ. chấp hành, nước nào mình phải chấp hành luật pháp chứ đâu phải là đúng mà em muốn can thiệp muốn nói này nói kia đâu có được, đúng là mấy thằng kia là đúng nó thối mồm thì đúng cứ đòi hỏi này kia nọ thôi chứ đúng thử hỏi cái chỗ đó coi đúng nó tới nó còng đầu lên chứ giờ thường Mà thường bên đốt bên bên pháo bên 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 em thấy thường thường đốt pháo á phải có một cái cộng đồng nó đông đông tí xíu, giống như là chùa chiền hay nhà thờ hay nó có một cái cộng đồng đông đông tí xíu người Việt Nam rồi xong rồi mới xin phép được đốt pháo ở trong cái khuôn viên cái chỗ của mình chơi á đó, rồi tụi nó thấy coi bộ đủ ok rồi đông đông người chơi được đó, thì nó mới cho không chứ bên còn bên này tự nhiên được cũng được em, nhưng mà có điều dạ là
Nhưng mà cái thủ tục mà nó xin phép nó phiền phức lắm, nên người ta không có muốn. Dạ. Ừ. Còn ví dụ như mình mà thích thì như anh thì cứ đến cái này mà đốt pháo đùng 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 thì nó không có nghe gì hết á. Thì đủ có xách súng ngắn ra bắn ngoài phát cho đỡ ghiền. Ủa Việt Trai mày bên Việt Trai bên Mỹ á, là mấy ngày như mấy ngày này đi mà cộng đồng người Việt họ đốt pháo là họ thoải mái đốt hay là phải xin phép luôn? À, phải xin phép chứ anh. Đốt phải đúng. À, coi như phải xin phép luôn đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như giống như em mới nói á, ví dụ như trong một cái chùa đó hoặc là nhà thờ hoặc là một cái hội hè nào đó nó tổ chức Tết thì nó phải xin phép ở cái sở cảnh sát ở cái khu vực đó. Đó là, mình nói là Tết vậy của tụi tao vậy, tụi tao muốn đốt pháo thì phải báo cho nó biết là mình đốt cái số lượng pháo là như thế nào, bao nhiêu, pháo loại gì. Đó thì nó ok rồi thì mới được đốt anh, chứ còn khơi khơi đốt đâu được đâu. À, vừa ra biết sao anh hỏi vậy không? Biết sao anh hỏi vậy không? Từ vì á, mình cũng mới lần lập xuống mình thấy cái thằng RFA á. À, nó đăng theo kiểu mà nó muốn lái hướng định hướng người dân á. Đó là gì? Nó show cái cảnh là bên Mỹ cộng đồng người Việt họ đón giao thừa, họ đốt pháo rồi nhiều lắm không? Đại khái là nhiều lắm, là mấy mét hay là bao nhiêu dài lắm. Và nó giật cái tút là theo kiểu giống như là ở xứ Mỹ đó, đây cộng đồng người Việt tự do được đốt pháo thế này, đốt pháo thế nọ. Nhưng mà nó không có đưa ra, cái vấn đề chính đó là gì? À, muốn đốt ok, nhưng mà phải xin phép và phải có sự đồng ý của chính quyền mới được đốt. Đó. Thì đó, tức là nó không đưa cái điều đó lên. Việt ra hiểu không? Nó không đưa cái điều đó lên. Đó, ý là mình ở đây, cái câu chuyện đây để mình chúng ta làm rõ ra để cho nhiều người dân ở Việt Nam nhiều khi họ không hiểu. Họ không hiểu đúng không? Họ nghĩ là ở nước Mỹ là thoải mái đốt gì đó vân vân. Nhưng mà cái độ đẻo của những cái trang chống phá nó là như vậy. Đúng. Mọi người thấy không? Nó đúng chỉ rồi. Cần lắc léo mấy cái đoạn đó thôi. Mà khi người dân họ tiếp cận thông tin đó, họ không tìm hiểu kỹ á, là bị tụi nó dắt một cái đi. Đúng rồi. Nó mất dạy chỗ đó, nó bị ra. Nó như thế này, nó nè. Bây giờ em nói cái tay đi. Tết tay. Ừ. Đó, tay là tết của Mỹ nha. Mà nó bán, nó có mấy cái kiosk. Người ta mở ra người ta bán pháo bông. Thì cái pháo bông á, mà được bán á, cho cộng đồng chơi á, là những cái pháo bông đó đều được chấp thuận, đều được cho phép của cái sở cảnh sát của cái thành phố đó. Đó là tất nhiên là những cái loại nào được bán. Nhưng mà không phải là khu nhà ở của ai cũng đều được bán. Thí dụ như giờ vậy đi, cái chỗ thành phố em ở đó, giờ chuẩn bị tới Tết nè, với ngày độc lập thì nó bán pháo bông đầy ở ngoài đường. Nhưng mà cái khu của em ở đó, nó lại cấm không cho đốt pháo bông luôn. Không cần biết pháo loại gì, nó nói là không cho đốt, là phải chịu không cho đốt. Không cho đốt đó. Ừ, không cho đốt là không cho đốt. Cái khu kế bên băng qua cái con đường thôi, là nó thuộc ví dụ như cái phường khác. Ví dụ như Việt Nam mình đi phường này phường kia, hay là quận này quận nọ nha, thì bắn qua con đường một khác thì bên kia nó lại cho bắn pháo bông, anh thấy không? Đó, giống như là thực tế luôn, là cái khu của em thì nó lại không cho chơi. Nhưng mà giờ mình ghiền quá thì mình chơi lẩu thôi, mình cứ bắn đại đi, bắn xong trốn. mà nó bắt không? Nó bắt không? Nó thấy cái khu đó đã không cho bắn rồi, tự nhiên pháo ở đâu quất lên ầm là nó thả xe cảnh sát nó chạy tới liền chứ. Nó chạy tới, nó đi chạy vòng nó kiếm đồ qua đó, mà thấy thằng nào đang nghiêu ngao là nó chụp liền, chứ ở đó mà không bắt, nó phạt cái bà luôn đó chứ. Đó vậy đó, vui ha. Dạ, chứ không phải là muốn gì đâu. Còn đốt pháo là phải xin đó, đốt pháo là phải xin phép chứ đâu tự nhiên khơi khơi. Thí dụ như giờ đi em mua băng pháo về, tự nhiên Tết nè em chơi ngay trước cửa nhà em, hay em ra sau hè em đốt rồi qua 30 giây thôi, xe cảnh sát tôi nói trắng đỏ xanh vàng gì thôi, nó rực cho một góc nhà luôn tới liền. Đó vậy cho nói chung thông tin đó là đưa ra nó chọn nó nhiều, nó tổng thể để cho người dân người ta tự có cái so sánh, người ta đối chiếu đúng không? Những thành phần bên kia chuyên môn như vậy, nó cắt cúp rồi nó ngắt đầu này một chút, nó ngắt đầu kia một chút, thậm chí hoặc là nó thêm bộ chỗ này một chút, thêm chỗ kia một chút, để mục đích của nó là nó
định hướng dư luận thôi. Mẹ đội số lá của nó đã nằm ở chỗ này. Đúng rồi, đội số lá của nó nằm ở chỗ này. Nó chơi có một chiều, nó chỉ đưa mấy cái của nó ra, còn những cái mặt trái nó đâu có đưa ra đâu. Ở bên Đan Mạch của anh Bách, anh Bách, cái khu bên đó Bách đồ, cộng đồng người Việt Nam đâu có tổ chức gì không anh? Chỗ anh ở đó có đông người Việt không? Đây, đây đồ hôm thứ bảy thì đồ mắc cái tụi Tây nó tổ chức ở một cái sòng casino cho đến ăn nhậu xong rồi chơi bài. Rồi còn hôm qua đó thì nghe có cũng kể cái sòng bài khác cũng tổ chức. Rồi như còn Việt Nam thì bây giờ đa số là cứ nghe sòng bài tổ chức rồi đi. Chứ còn cái kiểu mà sòng bài, cái kiểu mà người Việt Nam tổ chức không có bây giờ này, gần như nó cũng hết. Tại vì đồ mà cũng tào lao thiên đế, là anh nghe nói tuần tới đó thì bên Công giáo cũng tổ chức, nhưng mà nói chung thì đa số là cái tuổi mà ba sọc loe que bên này, cái tuổi ba sọc mà bên Công giáo thì cũng hơi nhiều rồi ấy. Nhưng mà cái bây giờ thì cái loại này nó không dám kêu gào như hồi xưa. Còn như hôm chiều 30, hôm thằng em Mốc thì nó nói là nó chở vợ nó đi chùa làm sao rồi, cái hôm bữa lên chùa thì không biết là đủ mẹ mấy anh ba sọc nói sao đó, rồi hai chồng nó quậy cái đủ má đặt chỗ nó quấn chết hết mẹ hết cả đám, thế là cuối cùng nó tụi nó nói không đi nữa. Không mà tụi anh bên này thì vậy đó, mấy thằng em bên đệ tử anh gì đó đủ mà nghe tới ba sọc mà đủ mà nó đòi hốt hết chứ nó không có chừa thằng nào đâu. Nó nổi điên nên là tụi anh không có thích, thứ nhất. Và thứ hai nữa là và là đặc điều nó láo rồi, cái chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai thì bên này nó không phải đúng nguyên Mỹ, đâu phải là ở chút là thăm đánh người ta đầy đủ má nó ra nó trùm mềm mấy này. Nói chung là cái đám nhóc nhóc này là cái đám nó hơi nó có một chút xíu giang hồ, em hiểu không? Dạ. Cho nên là đủ mà đục tới nó qua người anh nói đó, bảo là nói kia nọ, nó nói mấy thằng kia nó nói cái vụ mà chọc đó, nó nói gì anh đủ mẹ, nó nói anh để em lên tâm sự, thì nó nói kia mà thôi khỏi, đâu có gì đâu, nó không dám. Và bây giờ bên này nó có cái xanh hôm qua mới về gần đây, cũng mấy thằng đệ nó báo cáo rồi. Trời ơi đủ má, đây mấy con mẹ sồn sồn có gia đình, bây giờ nó chơi thuốc lắc, nó nhảy, nó cởi quần, cởi áo, nó sẽ trở lại lúc nó còn táo. Má không chơi tao tới hả? Tay hay tan, tay hay tan. Ta đó, đủ má, bây giờ nó xanh tật đó. À ông, nhiều khi bên đó nhiều khi buồn quá, nói chung là thiệt, nhiều khi cũng buồn chứ không, đâu biết làm cái gì đâu. Biết không, tức là có một số cái đám này là anh biết là hồi xưa nó nghèo lắm, xong qua đây giờ làm nó kiểu như là làm chui làm lậu làm kia để có tí tiền, bắt đầu đúng xem có tí tiền à hưởng thụ đúng không, là tạo cho mình cái quyền là hưởng thụ đúng không. Con này á thì nó kêu gì tức là ra vẻ ta đi là dân chơi, à dân chơi. Rồi có mấy đứa cũng ở dưới nhà quê miền Tây rồi giết đó, rồi mấy thằng vừa rồi bỏ vợ bỏ con bảo lãnh sang, bây giờ tập tành thế là đủ mẹ đi chơi cờ bạc rồi hút thích rồi tiền, bây giờ cũng vậy luôn. À bây giờ thể hiện mình là dân sành điệu đúng không anh, giống như thể hiện cho mọi người biết là tôi là dân sành điệu không, dân đẳng cấp rồi đúng không, ghê ghê. Nhiều ông nhiều bà nhìn thấy nó chán đời ra vẻ ghê lắm. Mấy cái ngày còn ở đây nó có cái chùa, hôm trước có thằng cha sư không biết là cộng đồng người Việt nó bảo lãnh sang làm sao đó để làm trụ trì chùa, rồi đâu được vài bữa sang biết tụi nó ép sao rồi treo cái lá cờ ba sọc lên chùa, xong rồi bữa trước anh cũng lên làm một trận rồi đủ quá, dạ cha này cũng ngán anh lắm, cũng nói chuyện đạo Phật đạo thuyết anh tranh luận, xong anh nói một câu cái đủ đến khi trên mỗi một lần mạnh lên cái thằng kia đấy. Thầy đang ngủ, nó xin lỗi thầy, con kẹt đủ mẹ, kêu thầy dậy. Thầy lật đật dậy, chào anh Bắc. Mà nói đủ mẹ, nói chuyện với tôi, nói chuyện đàng hoàng nha. Cấm tuyên truyền chính trị, cấm nói đủ tầm bậy mà đủ mẹ, cái mỏ cái trường đó. Thôi mà hơi là mỏ, chào không á. Hôm qua hôm kia mấy thằng đệ tử nó chở vợ nó đi lên chùa sao đủ, nói sao đủ chút xíu, chùa nó đòi hốt nữa. Mấy con nó bảo thôi đi về, mấy ngày đi về thì mấy ngày đập chùa ta phiền lắm, nó đâu có đập chùa, đập cha thầy chùa.
Ủa anh, nếu mà chùa như vậy á là nhà nước quản lý hay là tự họ dựng lên, họ họ tự quản lý anh? tự dựng lên đấy chứ em, tức là từ cái cộng đồng người ta bỏ tiền vô rồi nó mua cái nhà đó, nó dựng thành như chùa, nó sửa cái khuôn viên đó đó. Ừ, rồi mua ba cái tượng Phật tượng Phước ở đâu đại khái thì những các nơi về này cái nọ rồi. Bên 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 Đan Mạch như là gọi chính phủ đâu có giáo hội Phật giáo gì hả? Không có em, tại vì đây của chính phủ nó là ở bên Đan Mạch này đa số nó là tin lành. Chào mừng anh Phạm Nhân Sĩ, chúc mừng năm mới anh. Nhưng mà nó là đạo tin lành, còn ví dụ như là Thiên Chúa thì ít lắm, nhưng mà rồi còn đạo Hồi, đạo mà Muslim, đạo Hồi đó thì Đan Mạch này nó ghét lắm. Tại vì cái tụi đó là cái tụi giống như nó nói về cái tụi khủng bố đó. Rồi cái Đan Mạch này cũng có thời gian bị tụi nó cũng bài trừ ghê lắm đó, tại vì có một thời gian cũng có thằng nào cũng có tên có tuổi Đan Mạch này nó nói về cái Đức Thánh Allah làm sao sao đó, nó bôi bác ra đủ mà bị cái dân dân Hồi giáo này nó đủ, trời ơi, nó lên nó cảnh cáo, nó quậy tưng bừng xuống thế Vậy đấy. chứng tỏ là bên đó thì nó về mức độ tự do tôn giáo thì thua Việt Nam xa, đúng không anh? À thì đương nhiên cái đó là Đúng không? đương nhiên nói rồi. Ừ, ấy đại khái là dân dân nó thì nó bất cần em hiểu không. Dạ. Ừ, nhưng mà về vấn đề thì nó tức là cái dân Đan Mạch này nó kỳ thị, nó ngầm lắm, nó kỳ thị ngầm. Đây cho em coi này, đúng không? Vợ bỏ đi cho nên là đúng, kéo cái nệm ra ngoài trước, vừa nằm tivi vừa ăn ngủ này đó, thấy chưa đó. Nằm giống biểu tình, nó Đó nằm giống biểu tình ghê. đó thằng phách đó, Quay lên thế bây cái giờ làm sao. quay lên quay lên cái mâm quả, ngũ quả ngày Tết coi có Dẹp mâm hết quả rồi em, tại vì phải không? không, tại vì dẹp hết rồi, tại vì hôm qua bảo bà đi về bên kia bên chỗ bên mấy đứa cháu nội bảo bà chở đi hết cho anh, nhà anh đâu có ăn đâu, tại vì chút xíu anh phải đi công chuyện, anh đi lo sửa sang chỉnh sửa mấy cái máy móc đây đủ mới gần mic karaoke nè, thấy chưa, cơ quan thấy chưa. Đấy anh, Ở ngồi đó to thế. từ hồi trước anh chơi nhạc Mà sống nhưng anh mà mà anh hát hả hay sao? Anh hát hả? hồi xưa thuộc là ca sĩ nổi tiếng mà em nói gì vậy. Làm bài gói đầu năm lì xì cho em Đây nè, uống bài gói. đây nè, đó, Để bàn thờ đây, gắt. bàn thờ ông bà. Thôi ông đừng có lạng ơi. Dạ. Bây giờ ông lên làm bài ông lì xì cho em uống bài đầu năm ơi. Thôi, rủ má mở cái loa này ra khủng khiếp lắm em ơi, cái loa của anh nó tới 1.000 W ra rủ gớm lắm. Ở nhỏ thôi. Thôi, Mở nhỏ không thích, đó đang biểu diễn cái coi, biểu diễn nháp cái coi cho em Út chờ lên người ta đi, trầm trồ tí coi. mấy bữa nữa ta về người ta hát cho nghe. Thôi ông ơi, về đây thì bắt buộc ông phải đi hát rồi, còn bây giờ nè ông biểu diễn nháp sơ cái đi Giờ đang nói chuyện với Việt Phai cho nó đỡ buồn ấy, đi được tầm thì ở 3 đây là cái gia đình đây, người nhà không có ai ôi đâu. đủ mà nó lên nó rình mò, nó lại đưa lên trên cái gì đó YouTube nó phiền lắm. Nhát thiệt cái chứ. Trời ơi. Đại ca thấy không? Đại ca gì đâu mà đi sợ ba cái này. Chơi đi anh. Mình không phải Nói người sợ bà ơi. Nói chứ phải có dịp ha. Có dịp anh mà về chung với Việt ra này cũng thích ca hát lắm nè. Em cũng vậy nữa. Ba anh em mình Không, mà đi vô phòng già hát. anh thấy thấy Việt file như cái nó nhiều cái nó cũng hạp hạp anh nhá. Ví dụ như là đủ ba cái vụ mê súng ống này nó cũng khó, mấy cây súng anh đủ má nhớ nước miếng luôn đó, nhưng bên anh thì không có mua được. Rồi cái thứ hai là đủ mà nó tài chiếc mô tô bên đó cũng đủ khí thế luôn. Ủa chứ sao chứ sao chứ sao tụi ba que nó việc ra đi chiếc mô tô bằng thạch cao ta. Đúng bắt chọc nó nữa ủa ghẹo không à. Ê, anh cứ nghĩ đi, cái xe VinFast của Bác Phượng nó còn nói là xe thạch cao thì cái mô tô của Việt Nam là cái nghĩa lý gì, Còn ví dụ đúng không? như không biết là cái tính của Vietfire nó có giống anh không, mà dù nó nhỏ anh cũng có giống, chứ anh thì đúng nó thuộc loại điên điên đúng mà phải không, phải anh chửi bán hết đúng mẹ cà chớn thì mày ra đây bật co già già với con sung lắm. Ok em vậy thôi, em ra ngoài em chơi đi ra ngoài chơi á, ở đây á là em có một cái nhóm ô tô, cái mô tô á thì em có nguyên một nhóm mô tô, mà cái đám mô tô mà chơi ráp vô rồi á là anh biết là tụi em chơi với tụi Mỹ hồ này kia mà nhìn nó quá bậm trợn giang hồ lắm. Hello Trung, chúc mừng năm mới Trung, rảnh chưa? Đu càng lên luôn, nhanh lên. Việt Chỗ file, em Việt file, Việt file biết là trước anh chơi với băng nào không? dạ
không anh? Anh chơi với cái băng mà Hellraiser đó. Ồ, Hellraiser hả? Ừ. Ghê vậy, cao vậy á. Đó. Là mới từ đây thả càng lên luôn chung lên luôn kìa. Rồi đủ bộ tứ luôn. Đây đây đây. Mà sau này thì sau này thì ngưng rồi. Rồi thấy rồi, xuống gà rồi mệt rồi. Chung lên cho anh bắt anh bèm hai anh em lần một cho rồi đi, để mốt khỏi hâm he không về ông bèm gì nữa, sẵn ở đây cho ông bèm luôn đi. Hâm nợ nè gì mà hâm tụi gì ông cho nó hai thằng rồi mà nói cho thằng Trung nghe nợ nợ gì đó. Dạo thằng cơ quan nó nói là em rủ Trung đi ra chợ dân sinh mua đồ lót đít. Hello chúc mừng năm mới đó. Chúc mừng năm mới ông chú với ông anh nhá. Đó, Trung, đó, bây giờ Trung chịu trách nhiệm với anh Bắc đi, anh không có biết nha. Trung đừng có lôi anh vô cái trụ này nha. Mọi chuyện là do ông Trung đó, anh không biết đó. Trung nói đi. Vui gì anh? Ông hâm, ông về, ông xử hai anh em mình ra. Đó. Chơi luôn thì ngại gì. Úi rồi. Được rồi. Chơi luôn. Ông mà nhớ cho Trung nhé. Đấy. Ông chú có ý, có chú, ông chú có ý thì anh em mình phải có tình thế này. Được. Chú nghe thông tin gì chưa? Chú nghe thông tin gì chưa? Quan đã nói Thư Quang biết là anh mà về là anh báo cho Thư Quang ra sân bay đón anh, nhớ mang theo 500 ngàn. Ok. Yes sir. Yes sir. Không có tiền đi taxi về, kêu thằng em ra đón, nó lấy 500 ngàn theo để trả tiền taxi. Yes sir. Chuyện nhỏ em anh, cái vụ này anh thưa qua anh lo được, chú yên tâm gừng. Ừ, mệt tắm rồi. Nhưng mà giờ này chú về Đan Mạch chưa hay là vẫn đang ở bên Thủy Điển? Về Đan Mạch. Khoan cho ông Trung. Chiều 30 cúng thứ bảy xong rồi, ăn nhậu xong mệt xỉu, đủ mà 2 giờ khuya đang mắc ói. Bây... ông Quang ông ấy gọi ông chúc Tết. Ủa bên trời ơi. Rồi thức luôn. Khoan cho ông cái kèo này nè. Bây giờ đưa cho anh Bắc cái kèo. Bây giờ đưa cho anh Bắc cái kèo này nè. Bây giờ là một là cái kèo anh Bắc nói là về alo em ra sân bay đón anh đúng không? Hai là cái kèo một cái kèo nữa. Nhưng mà anh phải cho biết trước một tuần. Nếu anh về giờ nào á thì thằng Trung sẽ điều động một con voi từ Đắk Lắk xuống. Nó cởi nó từ sân bay Tân Sơn đi về nhà. Bởi vì con voi nó đi hơi chậm tâm ra vậy. Anh phải báo trước một tuần thì thằng Trung sẽ điều động một con voi xuống. Bây giờ anh thích cái kèo nào? Bây giờ là ông chú đi taxi hay là đi voi? Hay cưới voi? Ừ, thôi, cưới voi. Phải đi taxi thôi, đủ má voi ở bên đó mà bảo giờ đi voi nữa mà trong thành phố đủ má nó tưởng là khoái thai nữa, đủ mà mất công nữa. Đi voi, ông về, ông nôn, nóng, ông làm, ông chụp giật, ông nôn về tới Việt Nam cho ông cởi voi mà ông ngồi trên voi, ông chán quá. Từ vì vậy nè. Đổi lỗi lông voi hết. Tức là từ vì vậy nè, đáng lẽ là cái kế hoạch ở bên Na Uy là xong hết rồi, nhưng mà có điều là... cái máy mà hai cái van chính á, để nó bắt vô cái máy chính này thì nó không thể ngưng được bây giờ, mà nó chỉ mở, nó ngưng được ngày 31, cho nên là chủ nhật tuần tới này là phải sang đáp cho nó xong quay về. Nhưng mà nó con này, con mấy hôm nay con không thấy chú đâu, con tưởng đâu là chú lại bay sang Cali để điều tra cái vụ, mà đâu nghe đâu là tổ chức mới năm nay được công nhận là Tết theo rồi kéo nhau ra đường, nó lại tức là anh em bên đấy nó lại cho ít kẹo. Nó quất mắt 10 em luôn, tặng 10 viên kẹo đẹp, ơi là đẹp. Có không? 10 em chết tại chỗ, 10 em... 10 em đi họp tại chỗ mà. Ở bên Cali hả? Dạ. Dạ bên Cali chú. Con tưởng đâu là chú bay về điều tra vụ đó chứ, bên đó FBI người ta chưa truy lùng được cái thằng nào bắn mà. Nhưng mà cái thằng bắn là người châu Á. Nhưng mà cái đám chống cộng nó tổ chức xong rồi bị tụi nó quất hả? Thì nói chung là cái đâu có nghĩa là cộng đồng người gốc Á thấy bảo là cũng đông lắm, thấy bảo đâu cả 100.000 người á, mà không biết sao rồi anh ấy buồn sao anh kêu chắc là giao thừa, anh tặng cho ít kẹo chơi cho vui cho. Ô mà cái vụ này mới ạ, chơi trước nghe, tại vì Trung biết sao không, cái bắt đầu cái thằng bạn nó mới bảo là thôi thằng bạn mà nó vừa làm sếp nó bảo thôi chắc là 2-3 về xong rồi đổi ý sao đó để nhật về thôi, đủ mà thứ bảy về đi, tại vì
Nó bảo sao lại đòi về thứ bảy, và thứ bảy đúng Tết của tao. Nó bảo ok thì về. Ý ý như vậy là con xin phép xíu rồi, coi năm mới con lên xíu thôi, chúc sức khỏe năm mới anh Việt Trai này, anh Thơ Quang, và chúc chú bác năm mới mạnh khỏe, rồi khi nào về thì ghé có điện cho con. Rồi con sắp xếp thời gian chú cháu mình ngồi với nhau. Thì con đang chở mẹ con đi chúc Tết đấy. Thì con xin phép con chú trước xíu nha. Rồi ok, cảm ơn rồi, ok xong. Đây đây mấy chị, với mấy bác. Rồi rồi nó thay đổi kế hoạch cho nên nói hai, cho nên là thứ hai đi nữa là chung thưa quan biết không, tại vì có một cái công ty khác ấy, nó đang ký một cái hợp đồng mới ở bên đó đó đó, rồi nó mới muốn mời lại làm tiếp cho nó thì làm tiếp cho nó, nhưng mà thứ ngày thứ ba ngày các bạn phải lên họp để thảo luận cái vấn đề lương lậu sao, cho nên là nếu mà làm tiếp thì hết năm 23 nữa, cho nên là phải về để tranh thủ về mà thôi, để tao đi về Việt Nam thôi, nó thôi đi về Việt Nam mày cứ đi đi. Cho nên là bây giờ anh chào Quý Dung. Là bây giờ anh trở về đang mặc lại rồi. Đúng rồi. Rồi. Ờ. Rồi anh có trở lại Thụy Điển đó không, hay là xong cái vụ đó rồi? Đâu thì coi như là chủ nhật anh sang anh làm đâu 3-4 bữa nữa là ráp ba cái quan chính cái vô là xong. Ờ. Xong thì đáng lẽ nếu mà xong là ký cái hợp đồng mới bên đó, nhưng mà có điều là anh nói là tao phải về Việt Nam rồi sửa răng sửa cổ này kia nọ, thì nó nói thôi mày cứ đi đi, còn bên này để tao sắp xếp cho rồi về rồi quay sang. Cái này về được bao lâu anh? Chào thì chắc lẽ về sớm. Về được tháng không? Chắc tháng hơn chứ. À, về chơi cho đã. Ừ, đi cho nó. Nhưng mà đừng cho ông cầm đu theo nha. Đúng á, ông cầm bữa trước là có hẹn công ty để bảo vệ lên cơ quan chơi và đúng hai thằng về địa mẹ rồi đâu nữa. Đâu mà dòng thứ về Việt Nam một tháng quay qua quay lại nó nhanh lắm. Nhanh lắm anh. Nhanh lắm. Đúng rồi. Cứ đi chơi về đó hưởng đó hả, nó quay qua quay lại nó nhanh cấp kỳ. Không, nhưng mà thực tế cái này anh về nó chỉ có hai lý do thôi. Anh về cái này có hai lý do, thứ nhất là về sửa răng sửa cổ, với kể về còn lý do thứ hai là về để xử mấy thằng này. Xử cái gì thì chứ cứ ngày hôm he xử hoài, xử được không á mà cứ hồi sao không anh xử rồi anh không đi. thì lại không về Đan Mạch lại được nữa thì khổ thân nữa. Không, cứ chờ đi, cứ chờ đi, cũng kỳ lắm. Cũng cái gì thì rồi đụng mấy từ từ rồi đụng mấy chuối nó cũng nhừ hết à mấy em. Đấy chứ được ra biết sao, mình canh lịch ông bác về cái mình đi du lịch đi mũi né. Đi xong rồi lấy ông cậu ở đâu đó, ủa nè em đi anh không đủ em á. Mai mốt nó từ tận xong rồi để cho biết, xong rồi để mai mốt nó thôi ơi, đủ mà thôi giá thì sao ông đừng có về, nó không về đủ mà tôi chạy luôn. Chứ anh là không phải là như là ông cầm với ba cái ông gì đó ấy đâu, không phải là mình chê mấy ông á, nhưng mà có điều là đủ anh là đủ mà thuộc loại điên điên mà nó khác người ta mà. Đồ ai càng à. Và nếu mà anh bắt về là chừng nào anh về, tháng mấy anh về? Có nghĩa là trong tháng 2 này em. Ồ, vậy gần tới rồi. Thì tao nói gần tới rồi mà còn em cứ tính đi, có nghĩa là anh chỉ có một tuần, tức là chủ nhật anh đi này, chủ nhật hôm nay là thứ hai này, là chủ nhật đi này, hôm qua anh áp máy móc 3-4 ngày xong là khăn gói về, nó là đi hôm qua thông báo vợ con hết rồi, nó tôi đi. Hôm qua kêu thằng con út của mày lên coi vé với ba, hay là hai cha con đi coi vé, con bắt đầu ba đi vậy đó, thì nó bảo chắc có lẽ đi đường Air Phăng, chuyến này đi Air Phăng đi Vietnam Airlines, mà thì mới nó bay có 18 tiếng thôi việc bay. Dạ. Ừ, anh mà thôi được rồi, chắc có lẽ là quốc cái đó quá. Là chỗ anh đang lưỡng lự. Chỗ anh là Đan Mạch đó, là đi một phát đi bay thẳng luôn á anh, hay sao anh? Đâu Đan Mạch về Nga luôn à? Nó không có đường bay thẳng em, tức là anh phải qua bên Paris, anh đi một là anh đi hãng Air Phăng, hai là anh đi Việt Nam Airlines. Còn nếu không thì anh cũng vẫn phải sang Đức, đi Frankfurt, đi Đức đó là để bay, một là bay Lufthansa của Đức hoặc là bay Việt Nam Airlines. Yeah. Nó nhiều trung chuyển lắm. Còn nếu không thì đi KLM của bên Hà Lan. Đó. Yeah.
Thì các anh em Hà Lan thường thường nó ghé Hồng Kông hoặc nó ghé Malai rồi bay Việt Nam. Còn nếu mà đi lúc khá xa thì có thể là ghé Bangkok rồi nó bay Việt Nam. Còn có không có thể đi Singapore Airlines thì nó đi nó ghé Singapore rồi bắt đầu về Việt Nam. Em thấy cái hãng KLM của Hà Lan, Hà Lan nó bay Việt Nam nhiều lắm á. Nhưng mà nó vẫn quá cảnh ở bên đó. Nó quá cảnh ở Hồng Kông hoặc là nó quá cảnh ở ở Malai. Vậy là anh phải đi qua cái nước đó anh mới bay được chứ còn anh không có bay từ Đan Mạch à? Không, Đan Mạch thì chỉ có bên từ Đan Mạch nó bay Bangkok rồi bắt đầu đi Air Thái từ Bangkok về Việt Nam. Oh, ok. Ừ. Yeah. Như tùy hãng anh hả? Đúng rồi. Như là tùy hãng đúng không? Tùy hãng. Nhưng mà thường thường trung bình nó bay khoảng mười mấy tiếng, tức là luôn cái transit á, cái transit tại vì nó tới qua hai trạm đồng mà. Dạ. Yeah. Tiếp chuyển. Trung chuyển đó. Còn nếu mà đi đi em Việt Nam á, thì thường thường nó chỉ trung chuyển một lần thôi, tức là anh bay sang bên Đức hoặc là bên Pháp rồi là bay thẳng Việt Nam. Còn Việt Nam Air France nó cũng có bay thẳng Việt Nam luôn. Dạ có, em thấy nhiều. Ừ. Còn nếu mà đi Air Ba Sọc thì nó bay thẳng sang Cali. À mà ủa có Air Ba Sọc nữa hả? Ủa Ba Sọc cũng có Air Ba Sọc nữa. Nó đoàn tụ ông bà Đu Căng. À. Ba Sọc nào mà có tư cách nào mà có Air Ba Sọc? Không, nó lấy cái hãng mà DXL á, cái hãng. À DXL á, nó bảo là nó rạng ngời ba que đó anh. Nó lấy cái hãng đó. Tự hào mà. Mới bay vận chuyển, ta cũng cái cờ đó, ủa nó nghèo ngao. Ở bên mấy cái nước đó đó thì Ba Sọc nó tập trung đông với mấy người già với cả cái luật lệ mấy nước đó nó khác, mấy đứa hiểu không? Yeah. Chứ còn bên anh mà đủ má nói mà cà chớn đủ mẹ cái đám đóc nhóc đám kia đủ nó nghe nó bực mình lên, nó chùm mày nó quấn đủ mẹ nó má nhìn không ra nên đâu có dám cà chớn. Còn mấy thằng già Ba Sọc bên này là đủ má nói theo cái tiếng mà tiếng Đan Mạch nó là còn khép đấy, hoặc là nó nói tiếng Anh nó nói là đáp là đủ mà nó gà nó quấn đủ mà không có cái răng chớn. Rồi anh nói như giờ một nơi muốn khác rồi giờ... bên này nó không có cái vụ một thư kiện hả, chút thư kiện trong bên Mỹ. Dạ. Bên này đủ mà cả chớn cho nên là đủ mà thấy mấy thằng nhóc là đủ đái mẹ quần rồi. Hôm vừa rồi anh kể cho thằng em cái vụ mà nói chuyện chơi mà cái thằng mà bên Thụy Điển mà bữa trước mà anh chửi Ba Sọc mà nó đòi nó hăm anh cơ sơ quan nhớ không? Dạ rồi dạ anh đó, còn mấy đứa này nó Nguyễn Việt, Nguyễn Việt, còn mấy đứa bên này nó nghe nó không quen, nó chưa có quen, nó tưởng nó mới ngồi nó nghe mấy câu đầu cái nó nói để em gọi cho mấy anh Thụy Điển, nó ở đâu anh có biết đâu không? Đâu có, nó chọc chơi, anh em nó nói chơi chứ nó đâu có nói thiệt nào được. Chứ ở bên đây mà tụi nó nói nghe đứa nào mà nó hăm anh hoặc là nó chửi anh cái là đủ mấy nhóc này nó nóng lắm. Ngày hôm qua gặp mấy nhóc nữa nó tụ tập lại một đám luôn, mình đang ngồi cái mà thôi đủ má tao đi về, tao này mai tao đi nổi lắm, tụi bay đủ quậy quá. Ở bên đó mà lạnh nữa nè, thường thường hồi đó em ở trên miền Bắc, ở tiểu bang miền Bắc vậy gần Canada lạnh đó, tối ngày cứ gom vô ăn nhậu, tại vì lạnh quá đâu có biết đi ra ngoài làm gì đâu, cứ em biết không đủ má nói cái vụ lạnh quá đây nè em coi nè thấy chưa, em biết là gì không? Dạ, cái đồ sưởi ấm á, cái hít lò sưởi đó, đúng không? Thơ quang này nó toàn chọc nửa đêm nó dậy phải đốt lò sưởi, không có lo lạnh chết mẹ luôn, thơ lớp một mình lớp ngủ đúng không? Lên dưới sàn nhà em thì em sợ anh lạnh, đâm ra là em nhắc khéo để anh dạy anh đốt lò sưởi giữ ấm cho cơ thể, để giữ cơ thể khỏe mạnh để về Việt Nam rồi chứ. Mà hồi xưa thương anh vậy thôi chứ, mà hồi xưa thì con thằng xuất hiện thằng thứ hai, sau xuất hiện thằng thứ ba, ủa má hai thằng nhỏ một thằng già, tức là lớp hai này nó chập nó gẹo nó đâm mình xong đá rồi đủ sau tưởng sao làm thực nhất lên nó đâm nữa đủ mà nhức mình luôn ba thằng này. Thôi ông thử chứ nhớ anh yên tâm đi, năm nay ông trúng mùa ông rồi, ông lặn mất tiêu rồi thấy không, nãy giờ em chia sẻ em gọi cho ông luôn ông thành vô đó. Ông trúng mùa bông ông em rồi, ông trúng mùa bông em rồi à. Mấy đó rồi là anh thấy không, khoe lên anh nhậu cũng sùm. Ủa
Ủa? Cầm tư quan rớt hả gì rồi? Chắc rớt rồi.